hôm nay thì em đến nhà của anh Tư. Nhà anh Tư có trồng 1, 2, 3, 4, 5, 6 cây xài. Nhưng mà anh để ý thì chỉ có cây xài này có trái thôi. Còn mấy cây kia thì nó có bông không à. Lát nữa quay mấy cái xài bông cho các bạn coi nha. Xin anh Tư bẻ trái về làm mâm ngũ quá. Tại ngày hôm nay là 29 Tết rồi thì hai chị em chuẩn bị nghỉ nè. Hôm nay được nghỉ nè, rồi ở nhà đi xin về làm mâm ngũ quả nha các bạn. Đó, nhà mình bẻ xài nha. Dạ. Để đừng nó máu chị. Cái này hả chị? Ừ, cái chuyện nghỉ luôn. An giúp nhà chỉ xin hai trái đủ mâm ngũ quả thôi. Rồi giờ An sẽ tiếp tục sang nhà của mấy anh nữa. Có vô nè, đu đủ nữa nè. Giờ thôi mời các bạn cùng đi tiếp với mình nha. Cái này hay cái đó, cái này tròn hơn. Em đi cứ vòng đi, em coi vòng cái nào im em bé. Dạ. Đi vòng nha, nhắc nha. Em để luôn đi. Hả? Để. Vẽ cho đó được không? Kiếm cái nào đẹp hơn thì vẽ. Cái 10.000 thôi chị. Cái đẹp nha. Cái cà báo luôn. Trông quá nha. Đã quá. Em bẻ cái này ha. Ừ. Có chừng mũ nha, có chừng mũ là đủ đó. An với Quỳnh Như đi xin đủ ở nhà chị tiếp theo. Về đang chân mong ngủ quả nha. Chị nó bự như cái dừa. Thấy chưa? Được nha. Rồi, đây là vườn đu đủ của chị. An với Như đi qua xin trái. Giờ đang mà chân cái mâm ngũ quả. Giờ em với Như đi về nha các bạn. Em với Như sẽ qua tiếp tục qua nhà bà Hai. Nhà bà Hai có một cái cây mũ cầu. Giờ em với Như sẽ đem mũ cầu về chân cho đủ mâm ngũ quả nha. Nãy giờ mình đi xin được có mấy nhà. Giờ tiếp tục nha các bạn. Đây là cái cây mũ cầu. Mũ cầu gai. Nên là hôm nay sẽ đi vẽ cái trái miếng cầu này. Đây lá. Lá của cây miếng cầu. Miếng cầu gai. Giờ bẻ nha. Như như bẻ đi Như. Hả? Em bẻ ha. Ừ. Trên đây có con gái nữa nè. Như Như bên đây có con gái nữa nè. Dạ. Bẻ cho nó bự đi chị. Bẻ cho nó đi con. Trên đây có con gái nữa nè. Đó, đựng gái. Rồi. Giờ thôi em với Như đã bẻ xong rồi, mình đi về nha. Vậy nó đủ rồi chứ mong ngủ quả rồi đó. Thì ở đây cây dừa thì nó có trái rồi. Giờ anh phải hái trái dừa đó về đang chân mâm ngũ quả. Giờ anh phải trèo lên với các bạn. Các bạn nhớ ủng hộ mình nha. Dạ anh trèo nha. Các bạn thấy ăn giỏi không? Lại nặng quá. Hôm nay thì em có đi bẻ ngũ quả chung với lại Út Nhàn với lại Quỳnh Như.
Mà chiều nay thì mấy đứa em nó đi sắp sửa mua đồ hết rồi, còn An ở nhà thì An sẽ trưng cái mâm ngũ quả này để cúng ông bà. Giờ An trưng nha các bạn, các bạn cùng trưng với An nha. Đây là cái trái đu đủ ở nhà chị mình xin về, nãy mình có đi bẻ đó. Các bạn thấy trái đu đủ ngon không? Rất là tròn luôn, nhìn giống như cái quả dưa hấu vậy đó. Giờ gia đình mình thì có gì thì trưng nấy nha các bạn. Hình như là cái dĩa này nó hơi nhỏ so với cái em không biết trưng làm sao luôn. Nhà thì chỉ có một cái dĩa một thôi các bạn. Cái này nó bự quá. Bạn trinh tiếp ăn nha. Đây là rau nè, dừa đủ xài. Sung này thì dì Út mới đi chơi về, dì Út đem vô dì Út cho cho đủ mâm ngũ quả luôn. Chứ ở nhà An thì không có ai trồng sung, chắc cái này dốt đi mua về dốt cho. Ăn chân thấy xấu quá ha các bạn. Giờ em để cái cọng này xuống đi, nó ít lật hơn. Dạ xong rồi các bạn thấy sao? Tại cái dĩa này mình nó nhỏ quá, chỉ trưng được vậy thôi à. Giờ xong rồi ha, ăn đã trưng cái mâm ngũ quả nhà ăn rồi. Giờ ăn đem lên để cúng ông bà. Giờ các bạn đem lên cúng ông bà trước với ăn nha. Mâm ngũ quả và bông để cúng ông bà nhân dịp ngày Tết thì An đã cúng xong. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tiếp sau.